Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Dạ. Giới thiệu về mình đi em. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Chu Thị Nhung. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán cho công ty vaccine. Làm ở quận mấy Nhung? Em làm ở Tân Bình ấy. Rồi mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào anh Quỳnh Linh, em chính là chị Cát Tường. Kính chào quý vị khán giả đang ngồi trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Chào cô gái bên, cô gái hàng xóm. Chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cáp Duy Vương. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. À, điểm mạnh với điểm yếu của Nhung là gì Nhung ha? À, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em thích chụp hình tự sướng, thích nấu ăn. Điểm yếu của em là người hơi nóng tính, thẳng thắn. À, em thường có sao nói vậy nên nhiều khi sẽ mất lòng người khác. Còn bên kia bạn trai mình thì có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, về ưu điểm của em thì em khá là tự tin. Em sống có khả năng tự lập rất cao. Em có chí cầu tiến. Khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là em hay quên, nhiều khi em bị mất tập trung. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn gái? Em có một mối tình đơn phương. Đơn phương thôi? Vâng. Bao lâu? À, chắc 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Sao kỳ vậy? Một cô gái dễ thương như vậy mà lý do tại sao? À, em nghĩ chắc do duyên chưa đến á. Nên là hôm nay nhờ chương trình giúp em tìm được duyên của mình. Bạn có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì có một mối tình kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Nhưng vì cái tính cách của em và bạn nữ không hợp nên là không đi. Có 3 tháng thôi ha, cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Dạ, thôi, bây giờ mình tìm mối tình này là mối tình đầu, coi như đầu tiên và cũng là mối tình cuối luôn đi ha. Em hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60. Rồi, có luôn. Khuôn mặt thì gọn gàng, tóc dài thì quá tốt. Cái gì cũng có hết, tiếp đi em. Rồi, về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Cô gái ấy nên chung thủy và trung thực, nhiều đó thôi ạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Không thích thì nó sẽ ngược với lại những cái điều em thích, tức là bạn ấy không có biết đồng cảm, không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. À, thế còn em gái, em muốn một cái mẫu người bạn trai mình như thế nào, cái người lý tưởng của mình như thế nào? Là một người đàn ông mạnh mẽ, biết quan tâm chia sẻ với người khác và chung thủy trong tình yêu. Thế là em thích con trai không bị hói. Với lại uống quá nhiều rượu bia và lăng nhăng. Không hút thuốc, không rượu bia, không lăng nhăng, không đầu hói. Còn gì nữa không? À, nói luôn qua coi nè. Thích có nhiều lông tay á. Thích hay không thích? Thích ạ. Thích có nhiều lông tay. Có anh Quyền Linh luôn. Cởi áo ra. Lông tay ra anh ơi. Cởi áo ra. Chắc vậy thôi. Rồi, vậy thôi ha. Trời ơi, tao nói không có cộng nào hết. Gì kỳ vậy? Cô ấy thích nhiều lông tai mà không thích đầu hói. Này không có lông tai mà không có hói. Dạ có chị. Có hói. Có hói luôn hả? Có lông tai, không có bị hói. Có hói chút chút từ từ. Đó, nguy cơ hói rất cao. Vậy mà có người nhiều lông tai vẫn hói. Bây giờ nè, chưa có mối tình nào, mới yêu đơn phương như vậy là chưa có hung lần nào phải không? À, dạ. Bữa nay hung không? À, chắc là hung má. Đúng rồi chứ em muốn hung gì. Trên đây chỉ cho nhiêu đó thôi. Dạ. À, bây giờ chị hỏi thiệt nè, nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là phải tìm hiểu chắc là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng tới 1 năm ha, để chị hỏi thử coi. Em trai, nếu như bây giờ mình được thì khi nào em tính là hôn nhân là phù hợp? Em thì cái dự định của em thì 1 đến 2 năm. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà hai người khi mà gặp nhau á, họ có tâm đầu ý hợp hay không. Còn cái việc mà cái thời gian nó sẽ có thể rút ngắn lại. Bình thường thì lúc rảnh rỗi thì cái sở thích của em là gì? Em đặc biệt rất là thích chụp ảnh, thích đi phượt,
thích làm từ thiện, thích hát. Chụp ảnh là chụp cảnh mình đi chơi hay là chụp người, chụp chân dung? Chụp chân dung, chụp cảnh. Rồi em chụp ai thường, chân dung là em chụp người nào? Chụp bạn bè, chụp những cô gái mà em làm quen kết bạn. Trời ơi, chụp nhiều cô gái lắm rồi hả? Dạ, có thể nói. Hả? Em có ghen không em? Bạn trai mình chụp hình nhiều cô gái lắm, em có ghen không? Em nghĩ ghen hay không là do người bạn trai thể hiện để mình biết thôi. Em có chung thủy không em? Em chắc chắn là em sẽ chung thủy. Hy vọng bữa nay em có thêm một người mẫu ảnh đẹp nữa nha. Dạ. Bên đây bạn gái là thích chụp hình tự sướng, bây giờ có anh này anh chụp hình về cho mình. Dạ. Trước khi anh qua bên kia anh coi mắt đàn gái á, em chụp anh tấm hình coi anh kiểm tra coi được không, rồi anh qua anh thông báo anh kia. Dạ tùy thuộc mẫu đó anh. Chụp anh tấm chân dung coi. 90% là phụ thuộc vào mẫu. Chụp đẹp nha. Ngầu lên anh. Được rồi. Mặt chụp mặt sao buồn vậy? Mặt ngầu. Nó chụp cái mặt vui lên chứ. Rồi cũng có nét lắm. Còn rồi nét. Để tôi qua tôi coi đằng gái coi sao. Chào anh. Ô trời ơi, em gái dễ thương quá. Em ngưỡng mộ anh lâu. Cảm ơn em nhiều. Yeah. Anh bên đây chụp hình nét lắm nhưng mặt hơi buồn. Em có thích một người đàn ông đó rất là phong trần đi chụp hình hết cô này cô khác này kia không? Tại em cũng thích chụp hình tự sướng nên có một người đi chụp hộ mình cũng tốt. Anh đâu có chụp cho em đâu, chụp nhiều cô khác em tự sướng thì tự em sướng thôi chứ. Đúng không? Nếu mà hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu em đồng ý anh kết hôn? Em nghĩ là phải qua tìm hiểu, hiểu được nhau. Nếu mà cảm thấy có thể đến được với nhau thì từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 5. Rồi, cảm ơn em nha. Yeah. Đàn gái quá ok. Ráng nha, bên kia là được lắm á. Hot girl anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em gái đi với ai? À em đi với chị gái em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Chào, chào anh trai và toàn thể quý vị khán giả. Em là chị gái của Nhung. Thì tính cách của Nhung thì hiền, ít nói, mà em thấy bạn trai này là khá là năng động. Chắc chắn là nếu mà được thì là rất hợp với Nhung ạ. Vậy thôi em hả? Rồi cảm ơn em. Gọn, nội dung nhanh gọn lẹ. Bạn trai đi với ai? Dạ em có đi với sếp cũ của em là chị Trang và chị gái họ của em, chị Văn và ông xã của chị, anh Chắc. Rồi, đại diện chào mình. MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mình là Trang, mình đến đây ủng hộ cho bạn Dương. Thì Vương nó rất là hiền, điềm đạm. Trong công việc thì em nó làm việc rất là có trách nhiệm. Đặc biệt là Vương có tinh thần cầu tiến rất cao. Còn về bạn gái bên này, Vương ơi, rất là dễ thương. Thì hai em tới đây cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và có thể là mình đi xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nha. Mở rào. Em có món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bách rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Rồi em đứng. Đứng nữa. Thôi em đứng gần đây nha. Ok. Tôi né nữa hả? Trời sao tôi à, em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. Ở đâu? Chụp đi. À, chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Không được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi xuống nước. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Ờ, nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Wow. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà.
Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? À, hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ. Quê tôi đường đẹp, đẹp mấy tình ngây thơ. Trời vậy đó. Rồi bạn Nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt luôn. Kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc gì nhưng có mà được tóc không? Nhiều. Rồi. Con nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ. Đó, giàu lắm luôn đó. Thấy không? Trong luôn đó. Tập tay vào cái phấn đi hai bạn. Đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái bấm nút của mình nha. Bấm nút là trao cái duyên với nhau. Rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây là chiếc vé xem phim được trình lập Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn để xem phim, để hiểu nhau, tâm sự nhiều hơn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn. Đây là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi chúc mừng hai bạn nhé, cố gắng tìm hiểu nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Nhớ rửa hình cho tôi nha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc chương trình Bạn Muốn Hò ngày hôm nay thưa quý vị. Rất tiếc là cặp đôi đầu tiên không bấm nút, nhưng ta vẫn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Cặp đôi thứ hai thì chúng ta sẽ mong rằng sớm gửi thiệp cho chúng tôi. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Hãy đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
từ nhỏ tới lớn luôn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cố định cái điện thoại này đi. Rồi anh em mình nói chuyện. Anh Thái tự tin giới thiệu về bản thân mình, anh sinh năm bao nhiêu, đang sinh sống ở đâu? Anh Nguyễn Đức Thái, năm nay anh sinh năm 1977, anh đang công tác Bình Dương. Đang ở Bình Dương hả anh? Em. Anh Thái đang ở Bình Dương, vậy anh làm công việc gì? Anh chỉ buôn bán vớ vẩn thôi, vật buôn bán thôi. Buôn bán vớ vẩn là buôn bán cái gì anh? Là bán ít trứng ít bún thôi. Trứng, bún. Ốc thôi. Ốc hả? Là mình có cửa hàng hay sao anh? À, cái chỗ này thì anh thuê em ơi. Thuê mặt bằng để kinh doanh. Anh có thể tả chi tiết hơn cho em một cái xíu là trứng bún ốc ấy là mình có cái cửa hàng ăn đúng không? Đây không, là quán bán ăn à? Không, anh chỉ bán cho người ta mang về thôi, bán về. À, bán thực phẩm để cho người ta mang về. À, đúng rồi. Rồi, không biết là thu nhập bình quân của anh thì là một tháng được mấy triệu? Anh thì bình dân chỉ được hơn 10 triệu thôi em ơi, 5-7-10 triệu gì. Dạ, ok. Quê quán gốc của mình ở đâu ạ? Gốc của anh thì ở Hưng Yên em ơi. Dạ, anh vào Bình Dương bao nhiêu năm rồi? Anh vào đây được 10 năm rồi. 10 năm lập nghiệp. Anh đã có nhà ở Bình Dương chưa hay là vẫn ở nhà thuê? Anh chưa, anh chỉ có nhà ở quê thôi. Rồi, có nhà ở quê. Rồi, anh nói qua về bản thân của mình. Anh là một con người như thế nào? Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì nhá? Anh hả? Dạ. Anh thì nói chung là anh chả biết mình điểm mạnh, điểm yếu gì. Anh chỉ cũng là người dân bình thường thôi. Dạ, điểm mạnh, điểm yếu vì anh tháo vát này. Anh có cái tính cách đặc biệt, nổi trội gì đó. Đấy là cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân của mỗi con người á. À, tính cách của anh như thế nào, dễ thương, hòa đồng hay như thế nào? Dạ. Anh thì vui vẻ thôi, hòa đồng với mọi người ở đây thôi. Vui vẻ, hòa đồng. Có một cái điểm gì anh không tốt không? Anh cảm thấy là mình cần phải bổ sung, phải bồi đắp thêm không? À, cái khoản nếu mà nói như vậy thì là về vấn đề đó thì anh nếu mà quan tâm đến gia đình thì là cái đó anh hơi vụng về. Hơi vụng về trong việc quan tâm gia đình. Ờ đó, đúng rồi. Biểu hiện cụ thể là như thế nào? Nhiều khi mình cũng vô tâm, nhiều khi là không để ý nhưng xong cả bản thân mình hoặc là với gia đình chẳng hạn thế. Rồi, em đã hiểu rồi. Rồi, ok, tạm thời là như thế. Rồi, anh chia sẻ dùm em về những về câu chuyện tình yêu của mình. Mình đã lập gia đình chưa? Đã từng có mối tình nào chưa? À, thì anh có gia đình rồi nhưng mà anh ly hôn được 13 năm rồi em ơi. Ly hôn 13 năm. Anh chị sống với nhau được bao nhiêu năm? Anh chị sống với nhau được 10 năm. Có mấy cháu rồi ạ? Anh có hai cháu, cháu lớn năm nay 24 tuổi, cháu nhỏ 22 tuổi đang ở với anh. Cháu lớn là 24 tuổi. Cháu nhỏ là 22 tuổi, đang cả hai con đều đang ở với anh. À đúng rồi đấy. Rồi. Bây giờ là anh phải chịu trách nhiệm nuôi cả hai con đấy đúng không? À vâng, bây giờ thì hiện tại thì các cháu lớn nó đi làm hết rồi. Các con đều đi làm. Phụ gánh nặng với cha. Em hỏi thật anh nhá, thì trong 13 năm ly hôn đó thì anh có tiếp xúc hay là quan hệ hay là tán tình yêu đương cô nào chưa? Nói chung là cái đó cũng có nhưng mà nhiều khi nó không hợp nhau quá. Người ta không, vì mình lúc đó con còn nhỏ nên nhiều người ta cũng không đồng cảm với mình đó. Dạ vâng. Không được đồng cảm. Thế vậy tại sao ngày hôm nay anh mạnh dạn anh tự tin anh đến với bạn muốn hẹn hò? Thì anh cái này thì anh cũng không rõ nên là có đứa em nó bấm vào nó bảo anh cứ làm như em hướng dẫn anh như này thôi, thế thôi, anh cũng không biết. Dạ vâng, nhưng mà bản thân anh thật sự muốn tham gia chương trình không?
Mục đích của anh là muốn gì? Thì anh cũng muốn kiếm một người mà vợ mà tâm đầu ý hợp mình thôi, chỉ bình tâm thế thôi. Rồi bây giờ anh nói hết tất cả những cái yêu cầu của anh về người vợ tâm đầu ý hợp của mình nhá. Là thì nói chung là vợ thì cũng đã dường người khác thì anh không quan trọng, nhưng mà quan trọng là biết chia sẻ là được rồi, đơn giản thế thôi. Biết chia sẻ lắng nghe. Rồi trường ngoại hình sao? Nói chung là cũng đơn giản, thế nào cũng được, cảm thấy hợp nhau là được. Anh hợp một kiểu, em hợp một kiểu. Bây giờ anh tả thế, em đưa cho anh một cái cô mập 80 cân, anh chịu không? Có sao đâu, quan trọng là người ta biết chia sẻ và thông cảm với mình cũng được mà. Anh nhớ nha, ngoại hình không quan trọng. Rồi anh không. Mồm miệng mũi mắt này kia, tóc tai sao cũng được. Rồi anh đơn giản mà. Rồi, ngoại hình là anh không quan trọng nhá. Anh quan trọng ngoại hình. Công việc cô đấy thì sao? Đấy chứ mà cũng bị dân được mà có gì đâu, cả cái công việc gì cũng tốt mà. Không, ý là công việc của cô đấy thì anh muốn cô ấy làm ngành nghề gì trong xã hội này, hay là cô ấy thất nghiệp, cô ở nhà rồi anh về anh nuôi? Nếu cô thất nghiệp thì cũng được, có sao đâu, vì mình cũng là người dân bình dân thôi, không có đòi hỏi cao sang quá em ạ. Dạ vâng. Quê quán vùng miền của cô ấy sao? Nói chung là nếu mà được ở ngoài miền Bắc thì là tốt hơn, còn nếu mà không có thì ở trong này cũng được. Ok, bây giờ thì ở trong miền Nam cũng được ha, nhưng mà có thể là gốc Bắc thì tốt đúng không, chứ tại vì hẹn hò thì phải ở trong này. Rồi rồi, sinh sống ở gần anh thì càng tốt đi ha. À đúng rồi. Đấy, bây giờ anh có điểm gì anh không thích ở phụ nữ không? Nói chung là nói thì mình cảm biết là nào mà nói được không, có cái gì anh không thích ở phụ nữ bây giờ là chắc chắn. Chắc chắn là anh nhận kiểu là cái cô gái đó mà anh tiếp xúc một phát thôi là anh từ chối luôn đấy, anh không thích ấy. Ví dụ như lừa dối. À, cái đó thì nếu mà lừa dối thì là tất nhiên là mình không thể tới được với nhau rồi. Thì đó, bây giờ em hỏi thật nhá, bây giờ anh nhìn thấy cô đấy, mắt anh nhìn ấy, kiểu là cái con mắt của anh nhìn cái vào cái mặt cô đó, anh có một cái điểm gì đó anh không thích là anh gạt cô luôn. Thì bây giờ mình chưa gặp thì mình chưa biết nói thế nào trước được. Ok rồi. Ok anh nhá, thì hôm nay là trao đổi làm quen với lại anh thì cái mặt anh đấy, cái góc này này. Đó. Rồi, thấy chưa? Rồi ok. Bây giờ thì tự tin giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân mình. Dạ, em tên Sang, em đang ở ngoài Vũng Tàu đó anh. Dạ, họ và tên anh, năm sinh, tuổi tác, nghề nghiệp. Tôi tên Lê Thanh Trang, tuổi sinh năm 1984. Nghề nghiệp làm công trình. Cụ thể hơn là làm công trình thì mình làm cái vị trí nào ở cái công trình đó ạ? Dạ đúng rồi, làm nhà thợ tắm á anh. Là thợ xây hay sao anh? Có làm sắt chứ cốt pha. Thợ làm sắt cốt pha cho công trình. Dạ. Thu nhập bình quân của anh là một tháng bao nhiêu tiền? Cũng mười mấy triệu á. Rồi ok, 15 triệu. Anh làm công trình như thế này thì phải xa nhà suốt à? À, đi theo công trình cũng nhiều, nhiều khi nó chuyển đi đâu theo đó mà. Chuyển đi đâu phải theo đó? Dạ. Thế vậy thì cái nhà cửa của anh thì ở đâu? Ở Tây Ninh, Gò Dầu Tây Ninh. Gò Dầu Tây Ninh. Bây giờ là tạm thời là đi theo công trình. Trời khoảng bao nhiêu lâu thì mình sẽ được về một lần? Chắc khoảng chừng nào rảnh thì về, tháng mấy cũng về rồi. Hơn tháng về một lần. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của anh Sang như thế nào, tính cách của anh là người như nào? Hiền lành, không có dở gì cả. Tính cách hiền lành. Còn gì nữa không anh? Không, nếu mà qua bên bên đó là lên chương trình cũng mà. Dạ vâng, cái này là tham gia chương trình truyền hình. Thì mình sẽ lên trên Sài Gòn tham gia, thì anh lên Sài Gòn tham gia được không? Chắc khoảng tuần sau em mới lên được, chứ tuần này em kẹt mấy bữa ở đây, tuần sau mới lên được. Dạ vâng, khi nào mà tìm được kiếm người phù hợp thì chương trình sẽ nhắn lại cho anh, nhắc anh trước, báo anh trước.
Dạ. Rồi, tính cách là hiền lành, xong rồi anh có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Cũng hòa đồng, vui vẻ. À, hòa đồng vui vẻ. Còn gì nữa không? Biết hát không? Cũng hát ít à thôi. À, anh em đi làm công trình thì buồn buồn là lôi nhau ra hát mà. Dạ, cũng có thùng mà nhiều khi hát rầm trời người ta nghe. À, hát nghêu ngao thì được ha. Dạ. Rồi, tại sao anh lại đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Thôi vợ cũng gần 5 năm rồi, thấy buồn quá, đăng ký thì vậy mà không biết lên được hay không. Anh vậy là anh đã ly hôn rồi hả? Đúng rồi, ly hôn hết 5 năm rồi. Ly hôn vợ 5 năm, có con không ạ? Có hai đứa con cũng lớn rồi, tuổi em 39 tuổi rồi. À, có hai con là cháu lớn bao nhiêu tuổi, cháu nhỏ bao nhiêu ạ? Cháu lớn con gái 16, 17 tuổi rồi, nhỏ 15, 16 tuổi rồi. Con hai là con trai ạ? À? Con gái lớn còn con trai nhỏ. Dạ, nhỏ. Rồi, vậy là hai cháu bây giờ đang ở với ai? Đang ở với mẹ nó. À, đang ở với mẹ. Dạ. Anh chị sống với nhau được sống với nhau được bao nhiêu năm tất thảy? 15 năm á. Hai vợ chồng sống với nhau 15 năm. Rồi, bây giờ anh nói giùm em là tại sao mà mình sống với nhau được một chặng đường 15 năm mà lại chỉ phải dẫn đến ly hôn? Tại vợ không thích nữa, mới đi thì em cứ đi luôn rồi, đậu ra ngoài. Là vợ anh bắt đầu không thích đi, vợ anh không thích anh đi nữa. Có đuổi em đi, đuổi cuốn đồ ra khỏi nhà. Ờ, đuổi cuốn đồ, nhưng mà tại sao mà anh lại để vợ đuổi cuốn đồ ra khỏi nhà? Tại em thiếu tiền, thiếu 1 triệu tháng cho 3 triệu, thiếu tiền không đủ thì thiếu 1 triệu đuổi ra ngoài. Mỗi lý do như thế à hay sao? Chỗ này Tết này nữa chạy như thôi vợ cũng 5 năm rồi. Nhưng mà nó phải là một cái mâu thuẫn gì nó xảy ra nữa chứ, sao lại có mỗi vị thiếu vợ chồng mà thiếu 1 triệu vợ anh đuổi ra khỏi nhà. Tình cảm 15 năm chỉ có nhiều đó thôi. Hay là cô... cái chương trình của anh là ở Sài Gòn là ở quận mấy? Dạ, quận 7 anh ạ. À. Rồi ok, thì chương trình sẽ liên hệ với anh khi tìm được cái người phù hợp với anh nhé. Dạ. Anh phải